Mình nghĩ là với những cái bài về Git mình đã dạy vừa rồi thì các bạn đủ có thể đủ dùng để tự quản lý project của mình trên máy của mình, đúng chưa? Thì hôm nay mình sẽ dạy các bạn một cái bài, đấy là về GitHub. GitHub là cái gì và dùng như thế nào thì mình sẽ giải thích ngay với các bạn ngay bây giờ, ok chưa? Thì khi mà làm việc hai người với nhau chẳng hạn, hoặc là hai người trở lên, bây giờ mình nói trong trường hợp hai người đúng không? Hai người cùng làm một project chó mèo chuột như mình làm đấy, được chưa? Thì bây giờ chẳng may bạn A đây, bạn B, bạn A commit một cái XC. Giả sử bây giờ hai bạn đang có một cái project giống giống hệt nhau đúng không? Lịch sử commit là giống nhau tại vì hai bạn copy gửi cho nhau chẳng hạn, được chưa? Nén file lại gửi sang bên kia. Thì bên kia sẽ có một cái là giống hệt nhau. Tức là gì? Hai bên cùng có một project giống hệt nhau. Git history giống hệt nhau, git commit, git log ra ok giống hệt nhau. Thế bây giờ chẳng may bạn này bạn ấy commit một cái x gì ở đây, xong bạn này commit một cái x à, một cái y, được chưa? Bạn A commit một cái commit là x gì, bạn B thì tạo một commit y. Thế bây giờ làm thế nào để hai bên có thể là trao đổi lẫn nhau? Có hai cách. Cách thứ nhất là gì? Bạn này sẽ export cái commit đấy ra, tức là tách nó ra thành một cái file có cộng cộng trừ trừ ấy, người ta gọi đấy là cái diff file, được chưa? Rồi bạn gửi cho bạn này import vào. Đấy là một cách. Được chưa? Nhưng cách như thế là rất thủ công. Mỗi lần các bạn phải export ra rồi gửi cho bên kia import vào, nếu có nhiều người thì các bạn sẽ phải một người phải gửi cho n trừ một người, đúng chưa? Thế là tốn công. Thế nó mới sinh ra cái thằng GitHub là để các bạn có thể làm sao? Lưu trữ cái lịch sử chung. Tức là lưu trữ tất cả cái commit ở trên này. Được chưa? Ví dụ bạn này tạo ra cái X thì bạn ấy push lên trên GitHub và bạn ở bên kia chỉ việc pull về thôi. Đấy, thì mình sẽ dạy về cái mô hình push với cả pull về sau, được chưa? Nhưng mà hôm nay thì mình dạy cho các bạn là làm sao để có thể đưa cái project của bạn ở local, tức là ở trên máy tính của bạn, lên một cái remote, được chưa? Repository để các bạn có thể làm việc chung với người khác nữa. Đấy. Thì có một cái cộng đồng GitHub này là nơi để lưu trữ các cái project Git các bạn làm việc chung với nhau. GitHub thì có cực kỳ nhiều project hay trên này, cả Bootstrap cũng được lưu trên này, rồi React, Angular, tất cả là họ develop trên này hết, được chưa? Mình không nhớ là Angular họ develop trên này không, nhưng mà đa phần tất cả project lớn là đều open source nhé, họ đều develop trên này. Các bạn đọc được code, đọc được commit, người ta commit cái gì lên, học được rất nhiều thứ trên này, được chưa? Thế bây giờ mình bắt đầu tạo một cái tài khoản trên này đã, được chưa? Tokyo này. Đấy rồi, mình đã tạo xong tài khoản, ok chưa? Các bạn có thể dùng GitHub free trọn đời nếu như các cái repo của bạn ở trên này là public, được chưa? Nếu bạn không giữ nó private. Thì mình khuyên là gì? Các bạn thôi mình khuyên ở đoạn cuối video nhé. Rồi, thì mình sẽ nói. Ok, bây giờ mình chỉ việc làm sao? Next thôi đúng không? Continue. Tiếp theo là gì? Programming experience. Tức là bạn có thể tức là họ muốn thu thập ý kiến mà. Đấy, mình new đúng không? New to programming. Mình chưa biết gì, biết rất ít. Tiếp theo là bạn dùng GitHub cho gì thì các bạn có thể chọn là gì, school project hoặc là research hoặc gì tùy bạn, development đúng không, mình cứ chọn thế. Project management nữa, bỏ research đi. Ok, a hobbyist, right. Interested in web development. Submit. Rồi, xong bước 2. Đấy. Thế bây giờ mình start một cái project ở đây, được chưa? Các bạn có thể vào gì? Vào dấu cộng đây, new repo, được chưa? Đấy, làm này đi. Rồi. À, nó bảo mình phải verify email cái đã. Bây giờ mình bắt đầu đi verify cái email này đã. Rồi, mình đã verify xong, bây giờ mình login lại. Oops. Back lại nha. Tạo project mới này, tạo repo, được chưa? Bây giờ repo name của mình đặt là gì? Dog cat mouse, đấy.
project demo thôi, được chưa? Đến demo get public nhá. Để private là các bạn sẽ mất tiền, được chưa? Tiếp theo là gì? Mình có file readme rồi, mình không cần thì mình không cần phải check vào box này. Check vào box này khi bạn cần tạo một muốn tạo một file readme cho repo mình. File readme là gì? Các bạn xem các bài trước mình đã giải thích rồi, được chưa? Đấy. Có thêm git ignore không? Không. License cũng không, được chưa? Create repo. Rồi. À, đấy là bước 1. Bước 1 là gì? Là tạo một cái repo mới. Để mà cho đấy mình bây giờ mình sẽ cho code của mình lên cái repo này làm như nào. Thì các bạn làm sao? Copy cái đường link này. Đường link git này. Các bạn có thể copy ở đây trong trường hợp mà các bạn mà làm sao? Đi sang nhầm sang cái trang khác rồi các bạn quay lại thì các bạn sẽ vào trang này. À nó vẫn hiện ra đây tại vì bạn chờ code gì đây. Thế bây giờ mình copy đường link này nhá. Copy đường link, copy xong rồi. Việc làm tiếp theo của mình sẽ là gì? Các bạn để ý này. Mình sẽ phải làm gọi câu lệnh gì? Git remote, được chưa? Add origin và paste cái đường link này vào. Ghi lại nha, bạn nào không nhớ thì ghi lại. Zoom lên tí nhìn nó dễ này. À này, không zoom được. Enter này. Được chưa? Thì lúc này các bạn gõ git remote to v, nó sẽ hiện ra cái danh sách các cái remote repo ở đây, được chưa? Origin của mình đang trỏ về thằng này. Rồi. Đấy là bước thứ hai, git remote origin, được chưa? Thêm cái đường link của git vào. Nhớ là chấm git ở cuối này. Tiếp theo là gì? Mình sẽ làm cái động tác như vừa nãy mình giải thích là gì? Bạn này sẽ push lên đúng không? Đây ví dụ đây là mình chẳng hạn. Bộ bài tiếp theo mình sẽ nói về mình làm việc với một người khác nữa. Thì mình sẽ làm một động tác là push code lên trên này. Được chưa? Thì lúc đấy code của mình sẽ xuất hiện ở trong đây khi mình reload lại trang. Được chưa? Bây giờ chưa có. Thì mình bắt đầu nhá. Này. Git push. Thế thôi, đơn giản là git push. Bình thường khi mình đã có project, khi mình đã sync một lần rồi thì mình có thể dùng câu lệnh này, được chưa? Và nếu mà trong trường hợp mình chưa sync bao giờ, chưa push lên bao giờ thì mình sẽ phải dùng gì? Dùng lệnh này, được chưa? Git push to u origin master, được chưa? Tức là mình push lên cái branch master ở trên origin. Đấy. Là mình sẽ nhập tài khoản vào. Nhá. Yeah. Rồi bây giờ mình load lại trang này. Đấy, các bạn thấy tất cả code lên trên này. Được chưa? Sau đó các bạn vào commits, các bạn sẽ thấy được cái lịch sử giống y hệt ở trên máy của mình. Và các bạn kích vào đây có thấy thấy luôn cả thời gian đây không? Đấy, tất cả những thay đổi nó nằm hết trên này, rất là hay, được chưa? Xong rồi các bạn có thể vào gì nữa, có nhiều cái menu ở đây các bạn có thể tìm hiểu nhưng mà mình sẽ dạy các bài sau, được chưa? Này các bạn có thể vào xem contributor là có bao nhiêu người đang làm việc ở project này, được chưa? Đấy, hiện tại thì có mỗi mình thôi. Rồi thế thì bây giờ mình làm thử một cái commit rồi mình push lên lần thứ hai nhá. Tức là sau khi lần một mình đã push bằng cái lệnh git push chữ u rồi. Thế đây mình thay đổi một chút đây, mình làm gì? Tạo một con mèo nhá. Và tôm bằng new cat. Được chưa? Mình require nó vào đây đã. Cat bằng require gì? Mình chờ cat đây. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái động tác là dog.it tôm, được chưa? Xong rồi log cái thằng dog này ra xem nó có gì trong. Chạy thử này. Index, được chưa? Rồi. Trong stomach của thằng cat là có một con cat, được chưa? Và trong đây lại có cái gì? Một con cat này cũng có stomach nhưng mà không có gì trong, được chưa? Thì mình chưa cho nó ăn. Rồi. Thế bây giờ đấy các bạn có thể hình dung được code của mình có thể làm được một game chơi nuôi thú ảo đúng không? Còn cho con này ăn con kia. Đấy, xong cho đi đánh nhau nữa. Buổi sau mình sẽ làm cái bài về đánh nhau cho các bạn xem.
Rồi thì bây giờ giả sử mình ok rồi, mình thấy hợp lý rồi đúng không? Code mình hợp lý rồi. Git diff. Thấy mình thay đổi mấy này đúng không? Đây mình add. Rồi mình commit. Đấy, cái flow của nó chỉ là thế thôi. Dog let dog eat cat. Đấy. Rồi mình làm động tác là gì? Mình push lên trên. Bây giờ mình thay đổi của mình là ở trong máy của mình thôi. Git log ra thì thấy gì? Let dog eat cat, nhưng mà ở trong ở trên repo của mình thì chưa có cái commit mới cuối cùng đấy. Được chưa? Thì mình sẽ làm cái động tác là gì? Push nó lên. Git push. Được chưa? Mình sẽ dùng cái lệnh để không phải gõ đi gõ lại cái này nữa, mình sẽ hướng dẫn các bạn bài sau. Rồi, mình đã push xong lên. Bây giờ mình reload lại đây. Được chưa? Thấy một commit mới chưa? 39 giây trước. Rất nhanh. Đấy. Thì các bạn có thể vào cái đường link là gì? GitHub Code Tokyo. Chéo Code Tokyo này, các bạn sẽ thấy tất cả những cái repo mình tạo ở đây. Được chưa? Rồi, thì bắt đầu từ bài sau mình sẽ cố gắng push code lên đây để cho các bạn có thể tải về để học. Được chưa? Mình nói đến cái lợi ích của GitHub, việc dùng GitHub cho các bạn nhé. Không chỉ là lợi ích trong cái việc là làm team, các bạn có thể làm team với nhau. Mình rất khuyến khích các bạn là tạo ra một nhóm khoảng 2 đến 3 người rồi cùng làm một vài thứ gì đấy, làm một project hoặc là cùng làm bài tập và push lên cùng một cái repo ở trên đấy. Được chưa? Mỗi bài tập lại push lên một repo khác nhau. Ví dụ như là các bạn làm một project nào nhỏ nhỏ có nhiều bài tập con ở trong thì cũng chỉ dùng một repo thôi. Cái nữa là cái lợi ích thứ hai là khi các bạn đi tuyển dụng, nhất là cái nghề lập trình, các bạn có thể đa phần người ta sẽ hỏi là các bạn là bạn đã dùng Git bao giờ chưa và cái repo của bạn như nào. Họ sẽ nhìn vào cái lịch sử của bạn ở đây, cái contribution của bạn, được chưa? Nên các bạn mà có lịch sử dày đặc thì không có lý do gì là họ sẽ không nhận, họ sẽ nhìn qua code của bạn và họ đánh giá cao cái việc đấy, được chưa? Mình cũng thế thôi. Mình cũng sẽ đánh giá cao những người mà làm nhiều, làm việc nhiều, tức là đại loại là code nhiều ấy, thì code nhiều thì mới có kinh nghiệm được chưa? Những cái lỗi mà các bạn không gặp bao giờ khi mà không làm việc ấy. Đấy, thì nó nói chung là làm nhiều thì sẽ học được nhiều thứ hơn. Thì hy vọng là từ bây giờ các bạn có thể dùng GitHub để lưu trữ code của các bạn như này. Code lúc học ấy. Những project nào mà các bạn làm cho công ty mà có tính bí mật thì không nên dùng GitHub, hoặc là các bạn sẽ phải mua cái plan mà cho phép dùng private repo, được chưa? Còn không thì các bạn có thể dùng các cái giải pháp khác. Đấy là gì? Bitbucket. Bạn nào không biết thì vào bitbucket.com, được chưa? Com với chấm off nhỉ, là chấm off rồi tự động nó redirect sang, hoặc là có GitLab nữa, hoạt động giống hệt nhau mà, tại vì nó đều là chuẩn Git đúng không? GitLab.com. Đấy rồi, mình giới thiệu với các bạn ba cái công cụ đấy, nhưng mà chủ yếu các bạn dùng GitHub cho mình, được chưa? Do đang học mà. Đấy, sau này đi tuyển dụng thì người ta sẽ nhìn vào đây của các bạn. Có thì sẽ lợi thế hơn người khác rất là nhiều. Rồi, chào các bạn.